Làm dâu trăm họ vốn là một cụm từ hài hước và dân dã để miêu tả nhóm ngành dịch vụ. Trong cái nghề này, chỉ vì miếng cơm manh áo mà nhiều người chấp nhận hy sinh thể chất, tinh thần hay cả lòng tự trọng để chiều ý khách hàng, dẫu cho đó là những yêu cầu vô lý và chéo ngoe tới vô cùng. Vậy sẽ ra sao nếu một ngày vị thế của khách hàng và người phục vụ bỗng dưng bị đảo lộn? Chẳng cần tưởng tượng đâu xa, bộ phim The Menu mới ra mắt gần đây sẽ vẽ nên ngay trước mắt bạn viễn cảnh khó ngờ đó khi mà những thượng đế mất đi quyền lợi của chính mình. Lưu ý là video này sẽ chứa rất nhiều spoilers, nên hãy coi đây là một món tráng miệng chỉ thực sự ngon sau khi đã thưởng thức bữa chính mang tên The Menu thôi nhé. Bộ phim theo chân Margot và Tyler tới nhà hàng Hawthorne nằm trên một hòn đảo biệt lập. Tại đây, cặp đôi cùng các thực khách khác sẽ được trải nghiệm một bữa tối độc nhất vô nhị do đích thân đầu bếp lừng danh Slawick chỉ đạo nấu nướng. Thế nhưng, mọi chuyện dần trở nên kỳ lạ khi các thực khách này nhận ra có thể đây là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời họ. Bữa tối trong The Menu có giá $1,250, một khoản tiền rất lớn mà chỉ những người thực sự giàu mới có đủ khả năng chi trả. Điều đặc biệt là nguyên vật liệu của nhà hàng hoàn toàn đến từ động thực vật trên hòn đảo. Tất cả tạo nên hương vị tự nhiên nhất, khiến thực khách dường như có thể nếm trọn cả một hệ sinh thái, nằm gọn trong từng món ăn. Để đảm bảo chất lượng của bữa tối, nhà hàng Hawthorne chỉ nhận một lượng khách giới hạn, và trong The Menu đó là 12 người với các ngành nghề khác nhau, từ ngôi sao điện ảnh nổi tiếng tới các nhà đầu tư hay tay phê bình ẩm thực. Tất cả bọn họ đều chờ mong một trải nghiệm độc đáo và mới lạ đến từ bếp trưởng Julian Slawick, một nhân vật không chỉ được kính trọng bởi nhóm người sành ăn mà còn bởi nhiều đầu bếp trên thế giới. Ấy mà chẳng ai ngờ rằng trong buổi tối ngày hôm đó, hương vị đặc biệt mà Slawick mang tới bên cạnh những món fine dining xa hoa chính là câu chuyện xoay quanh cuộc đời ông. Những yếu tố đã tạo nên thành công của một Slawick vĩ đại, thứ khiến ông khác xa với một đầu bếp tầm thường. Tưởng chừng sản phẩm ông tạo nên là sự kết tinh của niềm tự hào, nhưng những gì ông mang đến không phải là câu chuyện hạnh phúc. Xuyên suốt bộ phim, ta dần nhận ra rằng thứ duy nhất còn đọng lại trong lòng vị bếp trưởng chỉ là nỗi cay đắng và niềm nuối tiếc, thậm chí là sự căm ghét dành cho cái nghề mà ông đã từng coi là đam mê. Những cảm xúc này như một thứ nước sốt thấm đẫm lên toàn bộ các đĩa đồ ăn mà Slawick phục vụ cho 12 thực khách. Đó là bánh mì không có bánh mì, món ăn thiếu đi nguyên liệu cơ bản nhất để làm nên chính nó. Món ăn đó thật vô lý, giống như sự phù phiếm của khách hàng khi chẳng quan tâm tới giá trị thật của sản phẩm. Bánh mì vốn là thứ thực phẩm dành cho người nghèo, thế nên Slawick từ chối phục vụ kẻ giàu một thứ mà không xứng đáng với số tiền của họ. Đây cũng là lời mỉa mai cho sự nghiệp của chính ông khi bản thân đã từ giã cuộc đời bình dân để vươn đến đỉnh cao, làm tôi tớ cho những kẻ giàu có. Đó là Memories, sự luyến tiếc khi không thể nhận ra bất hạnh của bản thân sớm hơn, hay là Man's Folly, đại diện cho tội lỗi và sự nhục nhã của ông khi đã cố lạm dụng một nữ đầu bếp. Và đặc biệt nhất, phải kể tới The Mess, món ăn được sáng tạo bởi bếp phó Jeremy, một người phản chiếu cuộc đời của Slawick trong những năm tháng tuổi trẻ. Tận tâm với nghề để vươn cao trong sự nghiệp, những thứ anh ta đánh đổi là thời gian, là tiền bạc và sự hao tổn về cả thể chất lẫn tinh thần. Việc chạy theo và cố gắng đáp ứng nhu cầu của người khác khiến Jeremy bỏ quên hạnh phúc của chính mình, để rồi ông chỉ có thể là một đầu bếp giỏi chứ không trở nên vĩ đại vì thiếu đi sự hậu thuẫn, chống lưng của những kẻ quyền quý. Thế nhưng, dù có thành danh hay không, cuộc đời của Jeremy hay là cả Slawick cũng chỉ là một mớ hỗn độn với vẻ ngoài hào nhoáng khi họ đã để cho đồng tiền và tham vọng dập tắt đam mê ban đầu. Buổi tối thịnh soạn của The Menu mang hương vị chua chát của cuộc đời bếp trưởng Slawick, đồng thời nói lên những vấn nạn tồn tại ở xã hội ngoài kia. Giống như đồ ăn không phải để ăn mà để nếm, giá trị cơ bản của ngành ẩm thực nói riêng và dịch vụ nói chung đã bị bẻ cong, khiến người trong ngành chạy theo những nhu cầu hào nhoáng đó mà đánh mất đi sự tự tôn với nghề. Để có thể phục vụ các thực khách một cách chu đáo, mọi nhân viên của Hawthorne đã học thuộc lòng về lai lịch của từng người. Hóa ra, những vị khách được nhà hàng tiếp đón ngày hôm đó không phải là ngẫu nhiên, mà thực chất họ đã nằm trong kế hoạch của vị đầu bếp. Đây là những người đặc biệt và có mối liên kết khăng khít với sự thành công của Slawick, hay nói cách khác, chính họ đã gián tiếp gây nên nỗi đau khổ của ông. Đầu tiên, ta phải kể đến hai thực khách trung thành của nhà hàng. Trong khi Slawick và các nhân viên đã dùng cả trái tim và trí tuệ để biến mỗi món ăn trở thành một kiệt tác, thì đôi vợ chồng này dù đã dùng bữa ở nhà hàng 11 lần vẫn không thể kể tên dù chỉ là một nguyên liệu quý hiếm mà họ đã từng ăn. Vậy Slawick cố gắng để làm gì khi rốt cục tác phẩm nghệ thuật của ông cũng chỉ là thứ sẽ chuyển hóa thành chất thải mà không có đến một giây phút tôn vinh? Hay những tên kế toán hợm hĩnh đã quá quen với thói suy nghĩ rằng tiền bạc mua được mọi thứ, không thể hiểu rằng đối với Slawick, đồng tiền chính là sợi dây trói vô hình khiến quyết định của ông và toàn bộ nhà hàng bị chi phối bởi nhà đầu tư. Còn người trợ lý và ngôi sao điện ảnh thực chất lại là hai kẻ hám danh vọng.
Họ giống như những con hà ký sinh, lợi dụng danh tiếng của người khác để làm bàn đạp cho sự nghiệp bản thân hay lấy lại thời kỳ huy hoàng đã mất. Ta cũng không thể bỏ qua chuyên gia đánh giá ẩm thực cùng gã chủ tạp chí chỉ biết xu nịnh tâng bốc, những kẻ sử dụng kiến thức để chèn ép và thao túng, nắm trong tay quyền sinh sát của các đầu bếp, nhà hàng. Sự soi mói đến từng tiểu tiết cùng những lời phân tích khô khan đã làm niềm vui trong ẩm thực của họ dần mất đi, khiến họ không còn khả năng tận hưởng một bữa ăn theo đúng nghĩa. Có thể Slowik nhận được sự may mắn từ lời khen của họ mà vươn tới đỉnh cao, nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những tên tuổi đã trở nên lụi bại dưới ngòi bút của những chuyên gia này. Tuy thế, đáng trách hơn cả vẫn là nhân vật Tyler, một fan cuồng ẩm thực, tận dụng mọi giây phút để khoe mẽ về độ sành ăn. Hắn đến Hawthorne vì muốn được Slowik công nhận, nhưng lại không hề coi trọng đội ngũ người làm việc cùng ông. Là một kẻ vị kỷ, tham lam, Tyler còn bất chấp đánh đổi cả tính mạng của người khác để đạt được mục đích mà hắn muốn. Vậy những gì hắn thể hiện chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ khi tôn sùng các nguyên liệu xa xỉ mà chẳng thực hiện nổi các bước cơ bản nhất của việc nấu nướng. Tiết lộ tinh hoa của nghệ thuật trước cả khi người nghệ sĩ muốn, Tyler cướp đi ánh hào quang của người khác chỉ để thể hiện chút kiến thức ít ỏi của bản thân. Bị Slowik sỉ nhục đến mức phải tự vẫn trong tủi hổ, hắn chính là thứ nguyên liệu hỏng, không xứng đáng xuất hiện trong thực đơn của vị bếp trưởng. Món ăn dở tệ của hắn cũng được đặt cho cái tên là Tyler's Bullshit, hay là sự nhảm nhí của Tyler, còn được bộ phim chú thích rõ ràng là hoàn toàn không thể nuốt nổi. Có một điểm chung giữa các vị khách, họ đến với bữa tối nghìn đô này với mục đích khác nhau, nhưng không có ai là tới chỉ để no bụng rồi về. Những cá thể này đi bên nhau, vận hành như một chuỗi bánh răng, kìm kẹp và bóp nghẹt người làm dịch vụ. Giống như một hệ sinh thái, nếu muốn thay đổi thì phải thay đổi toàn bộ. Thế nên, Slowik tuyên bố tất cả mọi người đều phải chết để ông có thể hoàn thành thực đơn của mình. Cái chết là sự giải phóng của chính ông khỏi những tội lỗi và căm ghét trong cuộc sống. Song, ta cũng có thể xem đây là một cuộc cách mạng nhằm loại bỏ những thứ đang từ từ giết chết ngành ẩm thực, từ kẻ làm nghề không thuần túy, bao gồm cả chính Slowik, đến những người tiêu thụ không tôn trọng giá trị thực của sản phẩm, hay cả vấn nạn quấy rối tình dục, thứ phá hủy môi trường làm việc lành mạnh và đốt trụi đam mê của người trong ngành. Cất công chuẩn bị nhiều tháng liền, nhưng kế hoạch của Slowik tưởng như đã đổ bể khi ông nhận ra sự hiện diện của Margot. Cô không có tên trong danh sách khách mời, chỉ là kẻ thay thế cho người bạn gái mới chia tay của Tyler cách đây không lâu. Margot từ chối nếm thử thực đơn của Slowik vì cô cho rằng đây là một sự xúc phạm khi chúng được gọi là đồ ăn mà chẳng hề giống đồ ăn. Cô liên tục đặt ra những câu hỏi đơn giản, tương đồng với phần đông tâm lý khán giả của bộ phim. Ấy vậy mà bị Tyler chỉ trích, thậm chí là lăng mạ vì sự đòi hỏi thích đáng này. Về sau ta biết được Margot là một escort được Tyler thuê để đi cùng. Hóa ra, cô cũng là một người làm trong ngành dịch vụ, thậm chí còn bị khách hàng lừa bán cả mạng sống. Nhận ra điều này, Slowik đã cho Margot cơ hội để lựa chọn rằng cô sẽ đứng về phe ông, với những kẻ cho đi hay ở bên đám khách hàng trịnh thượng là kẻ chỉ biết nhận lấy. Không có quyết định nào đảm bảo cho Margot con đường thoát thân, song đó lại là khoảnh khắc quan trọng để cô nhận định về danh dự của bản thân. Cô sẽ chọn đồng cảm với áp lực, bất mãn của những người làm công hay chấp nhận là một trong những vị khách tự dưng bị đặt vào hoàn cảnh éo le. Để thúc đẩy sự lựa chọn của Michael, Slowik đã đưa ra bài kiểm tra về lòng trung thành. Trong nỗ lực cứu lấy người khác, cũng như chính bản thân mình, cô đã đánh mất sự tin tưởng từ Slowik và trở về, sắm vai một thực khách. Tuy nhiên, nhờ khám phá căn nhà của bếp trưởng, Michael mới thấu hiểu được nỗi niềm của ông. Cô thấy Slowik đã từng rất hạnh phúc ra sao khi là nhân viên của một tiệm bánh burger với một món ăn đơn giản, bình dân nhưng thực sự ngon và có thể lấp đầy chiếc bụng đói. Margot nhận ra được niềm hạnh phúc của một đầu bếp cũng như những người làm dịch vụ. Đó là được tạo ra những sản phẩm tâm huyết, ẩn chứa tình yêu của người làm nghề và trao những sản phẩm ấy cho những người thực sự cần chúng. Việc cô đề nghị Slowik làm cho một chiếc burger ngoài thực đơn với mức giá chỉ vỏn vẹn 9,95 đô, nói rằng bản thân đang đói cồn cào đã thắp lên một tia hy vọng trong lòng vị bếp trưởng, rằng vẫn sẽ còn những vị khách hiểu được giá trị cốt lõi của ngành dịch vụ, đó là làm hài lòng những yêu cầu hợp lý, thay vì đòi hỏi những thứ phù phiếm xa hoa được tô vẽ chỉ để thỏa mãn túi tiền của người giàu. Chuyện xảy ra trong căn phòng này là vô nghĩa so với những gì diễn ra ngoài kia. Slowik đã nói như vậy trước khi bữa tối bắt đầu. Trong thâm tâm, ông muốn tạo nên một thực đơn hoàn hảo nhất với nguyên liệu là tất cả thực khách và toàn bộ nhân viên nhà hàng. Thế nhưng khi Margot nói rằng muốn gói chiếc bánh mang về như một lời ngỏ để thoát khỏi thực đơn chết chóc, Slowik đã để cô đi. Vì khi ngọn lửa bùng lên và đốt rụi những tư tưởng mục ruỗng, thì Margot là mầm sống của hy vọng, dù chỉ với cơ hội nhỏ nhoi vẫn có thể nảy mầm và lan tỏa, tạo nên một hệ sinh thái đối nghịch với những gì diễn ra tại Hawthorne. Sử dụng một câu chuyện sắc sảo, kịch tính và đầy những khúc cua bất ngờ, The Menu không chỉ bộc lộ nỗi niềm khó nói của ngành dịch vụ mà dường như cũng là tiếng lòng của những người làm công việc sáng tạo nói chung.
Và bộ phim đã rất tinh tế khi lựa chọn ẩm thực, một thứ vừa có thể coi là dịch vụ, là nhu cầu thiết yếu và cũng là bộ môn nghệ thuật để nói lên điều này. Những thực khách mà Slowik trừng phạt có thể được coi là đại diện cho những yếu tố không tách rời nhưng đang phần nào kìm hãm các ngành nghệ thuật ngày nay, từ tiền bạc, giới phê bình, những tiêu cực nơi làm việc hay là khán giả đại chúng. Và nếu thế, thì những tranh luận trong The Menu rằng ngành dịch vụ chỉ nên tồn tại ở hình thức cơ bản và hữu dụng nhất hay trở thành một thứ gì đó cao siêu hơn, sau cùng lại trở về với câu hỏi không lời giải muôn thuở, nghệ thuật vị nghệ thuật hay là nghệ thuật vị nhân sinh? Cả hai bên, khách hàng và người cung cấp dịch vụ đều có khái niệm riêng về thứ mình mong muốn nhận lại và cho đi. Họ dường như mãi mãi bị giam cầm trong một vòng xoáy bất đồng và sự thuần khiết dù là ở ngành nào vẫn sẽ luôn là một hương vị bí ẩn, khó bao giờ có thể đạt tới. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.